Xin chào anh chị các bạn, trở lại với trên màn hình xe hơi. Hôm nay em quay mẫu Ford Territory đã update giá mới nhá. Hiện nay thì từ đầu tháng 4 cái Territory chúng ta sẽ tăng đâu đó vào khoảng 954 triệu so với phiên bản cao cấp nhất đang ở trên màn hình của anh chị các bạn. Ngoài ra với phiên bản Titanium X thì Titanium bản rưỡi thì chúng ta có mức giá tăng 10 triệu lên là 909. Thì hôm nay em quay cái màu mà có thể nói là màu nâu đồng, đó, khá hợp với các bác mệnh thổ. Đây là bản cao cấp nhất hai cầu, cao cấp nhất Titanium X, em xin lỗi nhé. Titanium thì Territory Titanium sẽ là bản máy xăng chạy một cầu đó. Do vừa quay Ever cũng hơi nhầm một chút. Đây chúng ta có đầy đủ các tính năng an toàn như là cảnh báo lệch làn đường này, giới hạn tốc độ này, cruise control, nó giữ khoảng cách với xe phía trước. Ở bên Ford thì nó hay gọi là adaptive cruise control đấy. Hệ thống điện thoại dành tay. Rồi, cần số này, phanh tay này điện tử này, đúng không ạ? Và các phím xoay điều chỉnh chức năng. Đây, tăng giảm âm lượng hay là sạc không dây. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có một màn hình, nó chuẩn ra là hai màn hình kết hợp luôn, là một các vân gỗ ở đây, gỗ nha các bác nhá, không phải là giả gì đâu. Và ghế da nhá. Ngoài ra thì đầy đủ cái tính năng như là lọc ion hay là sưởi. Chi tiết thì các bác có thể xem ở trên kênh của em. Để đây em làm báo giá nhanh thôi. Ba phiên bản nhé, Titanium Gen, Titanium Territory Titanium và Titanium X. Từ tháng 4 thì bản Titanium sẽ là 909 và bản Titanium X thì sẽ là 954 triệu đồng. Giá này thì chưa bao gồm khuyến mại và lăn bánh, chi phí lăn bánh kèm theo. Đó, thì hiện nay lăn bánh của mẫu xe này đang đâu đó vào khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ một chút các bác nhé. Mình có nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp qua bên em để được nhận cái báo giá chi tiết. Đó, màu này thì khá bắt mắt đúng không ạ? Xe thì kích thước cũng lớn rồi. Cái màu đen hay màu đồng như này thì mình yên tâm sử dụng và không lo về cái cảm quan nó bị nhỏ cũng như là chán mắt theo thời gian. Cá nhân em thấy màu này khá là đẹp. Mình có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em nhé.